B5 để cấp ẩm và da lại càng khô hơn. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trung Hà, bác sĩ da liễu đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc điều trị da thẩm mỹ và hiện nay đang là giám đốc phụ trách chuyên môn của nhà hàng dược mỹ phẩm Đông Á Phương Việt Nam. Và nhiều bạn sử dụng serum HA B5 với mục đích đó là cấp ẩm, phục hồi da nhưng mà lại không biết cách sử dụng hoặc là sử dụng nhưng mà không đạt được cái hiệu quả giảm khô da và giảm kích ứng da mà còn nặng hơn. Vì sao vậy? Thực tế HA và B5 hay còn gọi là chất hút ẩm hoạt động theo cơ chế hút nước từ hai nguồn, từ hạ bì lên trên biểu bì và hút nước từ môi trường bên ngoài vào trong da. Nhược điểm của các chất hút ẩm này là đôi khi khiến da của chúng ta bị khô hơn và đặc biệt là trong điều kiện thời tiết hanh khô khi mà mùa đông ở miền Bắc Hà Nội sắp đến gần rồi đúng không ạ? Hoặc là thường xuyên ở trong môi trường điều hòa, độ ẩm trong không khí thấp thì lúc này nước từ lớp hạ bì sẽ hút lên trên bề mặt và dẫn đến cái tình trạng mất nước trong da. Đặc biệt là khi các bạn chỉ sử dụng HA và B5 khi mà chúng ta treatment với BHA hay retinol thì da của chúng ta sẽ khô rát hơn vì bản chất BHA và retinol đã gây khô da rồi. Hơn nữa ở nồng độ cao thì chất hút ẩm HA B5 thường có xu hướng đó là gây kích ứng da. Vì vậy mà khi sử dụng chất hút ẩm ta nên ưu tiên sử dụng vào mùa hè và phải sử dụng phối hợp với các chất giữ ẩm khóa ẩm khác như là ceramide vân vân. Và chúng ta nhớ rằng những chất khóa ẩm khác thì sẽ thường là ở dạng cream nhé. Và cách sử dụng HA B5 để đạt được hiệu quả cao cũng như không gây cái tình trạng khô da nữa đó là chúng ta sử dụng khi mà da của chúng ta còn đủ độ ẩm ở trên da, tức là sau sử dụng sau toner và trước cream nhé. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn khi mà sử dụng HA và B5. Nếu còn thắc mắc nào mà các bạn còn băn khoăn thì hãy comment ở dưới phần bình luận để bác sĩ Hà giải đáp nhé. Và nếu yêu quý bác sĩ Hà hãy subscribe kênh YouTube này. Hẹn gặp lại ở video này.